Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bác anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ 59 tuổi trở đi. Nếu như biết được điều này sẽ tránh họa đắc phúc, giàu sang phú quý cho đến trọn cuộc đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi trọn đời cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, từ sau năm 58 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Thần đồng tiên chi tiết lộ, bí ẩn cuộc đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, phước lớn mạnh dày, đường đời rộng mở từ sau năm 58 tuổi, cần chuẩn bị những việc sau, sẽ được phú quý giàu sang cả đời. Quý vị Bính Ngọ, sinh năm 1966 thân mến, đời người trong cuộc bể dâu, có lúc tưởng dài như thiên thu bất tận, nhưng có lúc lại ngắn tựa gang tay. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc lộc, tai họa, vui sướng, khổ đau được gieo đến, nhưng mỗi người đều sẽ có cách riêng để đón nhận, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Không phải ai vừa sinh ra đời cũng được thừa hưởng sự giàu sang phú quý, mà thay vào đó họ phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được điều mình mong muốn. Người xưa có câu, có công mài sắt có ngày nên kim, vì vậy trong cuộc sống này, chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực phấn đấu, thì chắc chắn sẽ chạm đến đỉnh cao của sự thành công. Bên cạnh đó, cần có những cơ hội trời ban và vận may mà ơn trên đem đến. Xem tử vi trọn đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trời sinh số mệnh đắc tài phú quý. Số này định rằng, khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám, ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Đặc biệt, từ năm 59 tuổi, nếu biết trước những điều sau, ắt đổi vận, đổi đời giàu lên nhanh chóng, đến khi về già, họ sẽ có cuộc sống viên mãn, sung túc, khiến người người kính nể. Vậy vận trình của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, theo luận giải mới nhất, diễn biến ra sao? Từ năm 59 tuổi, con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã, thích được hòa mình vào thiên nhiên. Cũng chính vì vậy, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 luôn là mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật. Họ thường có tính cách năng động, nhiệt huyết và dám nghĩ, dám làm. Họ thường là những người có đam mê và quyết tâm cao trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ có năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của họ thường giúp họ vượt qua khó khăn, trở ngại và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, nếu xét về vận số thì lại có rất nhiều thứ chi phối cuộc đời của tuổi Bính Ngọ, nhưng thứ ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ cá tính. Cái cá tính này bao hàm nhiều sự nóng nảy, lắm phần ngang tàng, đôi khi hơi cùn, cố chấp và bảo thủ. Cái cá tính mạnh mẽ, thiếu suy tính sâu xa, thiếu lý trí dẫn dắt này của Bính Ngọ sẽ khiến đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo, thành thử, thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều. Những thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ thỏa, thỏa mãn cho vạn sự mà Bính Ngọ đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình. Được một chữ đã, như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía giải khát, cái đã của Bính Ngọ chính là việc dù trong thời điểm nào, họ cũng đã lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi. Nó có thể sai ở tương lai, có thể hối hận, khi nhìn lại có thể chẳng rút ra được bài học gì từ quá khứ đã chảy, nhưng ít nhất nó đúng ở hiện tại, vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi, hoàn mỹ cho những gì Bính Ngọ đang cháy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy nên gọi một Bính Ngọ thất bại
Đó là cách bạn nghĩ, thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm thay. Còn trong cái suy ngẫm của chính bản thân họ, hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính, vạn chuyện trong đời, lo toan tính toán nhiều mà làm gì. Căn bản kiên quyết phải thỏa cho cái sự tự do, phải sảng khoái cho cái sự ngang tàn của con ngựa Bính Ngọ, con ngựa đậm chất lang thang, nhưng không hề nhàn tản. Trong năm 2023 này là một năm không dễ dàng, nó không dễ dàng cho rất nhiều người, không chỉ riêng bản thân Bính Ngọ. Tuy nhiên, với sự vận hành ảnh hưởng của trời đất, chính xung với năm Quý Mão, Bính Ngọ có một năm vất vả hơn nhiều so với những gì họ toan tính. Cái họ muốn làm thì lại không thành công, cái họ có được thì không nằm trong tính toán. Giang dở giang, thành tựu vẫn có, nhưng nó là cái nửa vời. Có chăng thành công lớn nhất của 2023 này là cuối cùng con ngựa lang thang cũng đã biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì và mình dám làm gì để thành tựu thăng hoa. Nó cũng là năm Bính Ngọ tả tơi, đi càng nhiều thì vết chân càng lắm thì lỗi lầm càng khó tránh khỏi, cũng là lúc tiểu nhân lợi dụng, bè lũ thù ghét chỉ đợi vậy để hớn hở lao vô. Cuộc đời của một Bính Ngọ với sự thẳng tính mà họ dù có trực giác tốt về những thăng trầm của nhân tâm thì họ cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt. Năm Quý Mão đến với con ngựa Bính Ngọ với muôn vàn hứa hẹn, triệu triệu khả năng để lại sau lưng một chút thành quả, không quá nhạt nhòa nhưng cũng không quá rõ ràng, mạch lạc. Đường Bính Ngọ đã đi trong 2023 này, Bính Ngọ vẫn đi, nỗ lực vẫn có, nhưng thời thế khó xuôi nên tự thành ít ỏi. Tiền tài đọng lại không đáng kể, hư hao trái phải thì lại nhiều. Nó như kiểu bị gặm nhấm, cắn đông một tí, cắn tây một tẹo, cuối cùng để lại một Bính Ngọ với hai bàn tay không hẳn là trắng, nhưng cũng chẳng có được nhiều phần. Trong năm 2023 cũng là năm của những thị phi, những điều tiếng, những xì xào của những người bên cạnh hoặc những người xa lạ chỉ rình rập chờ thời. Trong một vụ ảnh hưởng dài lâu, có 30% là do bản thân hành vi chưa chuẩn mực và 70% còn lại là do bản mệnh Bính Ngọ thu hút những kẻ thù tiềm tàng ẩn náu. Nhiều khi nhưng được cái họa do người hại không đáng sợ, họa do trời đày mới đáng lo, nên tập tĩnh từ từ thì Bính Ngọ cũng đi được đến hết năm. Nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy một năm mà như nửa kiếp người 365 ngày trải đủ mỏi mệt, vất vả mà dài như 365 ngày. Và thậm chí ở thời điểm Bính Ngọ đang đọc những dòng chữ này, dù có đã rất cận kề cuối năm, họ cũng đang mông lung, chán nản một chút gì đấy cho những vần xoay mỏi mệt trên đường đời. Tuy nhiên, thì 2023 này sẽ là điểm chung kết, điểm suýt cho vạn điều đúc thành nhất tuyến sâu xa, để khi bước sang năm mới, một thời vận mới sẽ mở ra, một hậu vận tràn đầy may mắn sẽ đến với Bính Ngọ. Theo tử vi chọn đời dự báo, thì khi bước sang tuổi 59, vận mệnh của Bính Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, tín chủ giống như lột xác, biến hình thành một người nào khác hẳn vậy, khi mà sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Thời điểm này, Bính Ngọ nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn. Chỉ cần Bính Ngọ mạnh mẽ vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ, đặc biệt là nguồn thu nhập của Bính Ngọ được cải thiện rất nhiều. Người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan, tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới. Đối với những Bính Ngọ làm ăn kinh doanh, thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bạn bỏ ra. Vào thời gian này chỉ cần Bính Ngọ thực sự cần cù, siêng năng hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho bạn hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với Bính Ngọ rồi đấy. Lời khuyên cho con ngựa Bính Ngọ: một khi đã phi thì rất khó để kìm cương lại, rất khó để quay đầu lại, rất khó để thay đổi những việc bản thân mình đã muốn mong. Con ngựa này không thiếu sự nuối tiếc, không thiếu điều hối hận, phải trải qua những chán nản, những bồi hồi, những mẫu ước gắn liền với hai chữ giá như. Tuy nhiên người khác học hỏi từ sự sai, Bính Ngọ sai một lần, sai hai lần, sai ba lần, họ vẫn lại có thể sai tiếp vì Bính Ngọ là thế. Chẳng nhớ lâu, chẳng suy lắm, chẳng quá lưu tâm bài học của cuộc đời, họ như ánh mặt trời chói chang và cháy bỏng. Hôm nay mưa phùn, ngày mai lại rực rỡ, hôm nay thấy hối hận, ngày mai lại hối hả cho sự lựa chọn mới của bản thân. Vậy nên đôi khi trên con đường đời, Bính Ngọ cần dừng lại để ngẫm, dừng lại để suy, dừng lại để định hướng, kẻo bản thân họ cứ mãi lạc lối, lạc đường. Ngựa là số ít những con vật không thể đi lùi, vậy nên cuộc đời của Bính Ngọ sẽ luôn tiến mà bất thoái, không nhìn lại, chẳng âu lo, không quan tâm quá khứ, chẳng sợ đau. Hiện tại cái Bính Ngọ muốn hãy cứ ấp ủ mà làm, cái Bính Ngọ cần, hãy cứ mưu toan mà cháy,
bởi Bính Họ vốn luôn là con giáp có ý chí rất mạnh mẽ và lúc nào cũng tự tin vào bản thân. Họ tin rằng trên thế giới này chẳng có việc gì là bất khả thi, chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được điều mơ ước. Trong sự nghiệp họ luôn phóng tầm nhìn về phía trước, chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn về phía sau. Một khi gặp thất bại, họ cảm thấy việc quan trọng nhất là tìm cách khắc phục, chứ không phải là than thân trách phận, nuối tiếc những gì đã qua và chờ đợi người đến giúp đỡ. Chỉ có cách không ngừng nhìn về phía trước, tiến lên phía trước, mình mới trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ những suy nghĩ ấy mà người ta thấy con giáp kiên cường này luôn luôn cố gắng, không bao giờ bị thất bại, hạ gục mà sẽ càng vươn lên mạnh mẽ hơn, khiến người ta khâm phục. Người Bính Ngọ có thiên can, thường là người có số khổ trước sướng sau. Khi còn trẻ, Bính Ngọ thường phải mưu sinh vất vả, thậm chí phải lên núi cao, xuống sông sâu mới có thể khẳng định được bản thân mình. Vì tính cách cố chấp nên thời điểm này Bính Ngọ thường hay va vấp, chưa thể tìm được định hướng đúng đắn cho mình. Tuy nhiên, với sự cứng cỏi bẩm sinh, Bính Ngọ vẫn có thể vươn lên sau sóng gió nếu được hưởng phúc đức của tổ tiên. Người thiên can Bính dù vất vả thời tuổi trẻ, nhưng kể từ sau 50 tuổi sẽ dễ làm giàu nhanh chóng, khẳng định được địa vị của bản thân. Bính Ngọ thích hợp với những công việc như khai thác mỏ, dịch vụ cầu đường, buôn bán nhà đất. Bính có thuộc tính dương, nếu trong bát tự có chữ Bính, chứng tỏ Bính Ngọ này có thể đạt được thành công. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính, dương hỏa kết hợp với chi Ngọ, dương hỏa tạo nên thế tương hỏa, tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ không những thông tệ mà còn có sự hơn người xuất chúng, là người có năng lực đầy đủ, nền tảng vững chắc, hay gặp may mắn trên đường đời. Tuy nhiên, phần lớn tuổi này ở tiền vận ít thuận lợi, hậu vận nhiều may mắn, suôn sẻ hơn. Bính Ngọ là mẫu người đa năng, thẳng thắn, có tài lớn, nhưng lại không có đất dụng võ. Mẫu người này thuộc tức nhanh nhẹn, phóng khoáng nhưng cũng mau chán, mau quên, thích làm việc lớn nhưng thiếu kiên trì. Người tuổi Bính Ngọ kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng thường hay tích tụ nhiều điều trong lòng, không thường xuyên bày tỏ cảm xúc nên dễ mắc bệnh. Bản mệnh cần để ý đến tình trạng sức khỏe, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là ở những bộ phận như miệng, dạ dày, lá lách. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Những người tuổi Bính Ngọ số đông làm việc rất cần cù, chăm chỉ, giai đoạn đầu của cuộc đời họ làm ăn rất vất vả, chật vật. Sau sang thời kỳ trung niên khá dần lên, nếu họ biết nỗ lực không ngừng, vì mục tiêu sẽ đạt được thành quả lớn như mong muốn. Trong công việc làm ăn, người tuổi Bính Ngọ nên đi tìm các nghề nghiệp đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay và một bộ óc thẩm mỹ hơn người thì mới mong đạt được thành tựu. Đối với hoạt động thương trường, do bản tính vội vã nên họ hay bị khốn đốn vì những đống hàng hóa có lợi lớn, người tuổi Ngọ tối kỵ xa vào tửu sắc và những thứ hư vô lãng phí khác. Nếu họ không làm chủ được mình trước cám dỗ và không tự giác rút ra được, có nghĩa là đã tự kết liễu cuộc đời mình. Trong cuộc đời, người tuổi Bính Ngọ có lúc thăng trầm khốn khó, nhưng nhìn chung cũng gặt hái được thành tựu rực rỡ trong giai đoạn về sau. Trên con đường quan trường nên tuyệt đối tránh xa việc giao tranh kiện tụng. Nếu xảy ra việc kiện tụng, phần lớn họ sẽ bị thất bại. Người tuổi Ngọ luôn có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ có một mình. Họ chỉ muốn đi theo con đường riêng của mình, chạy tự do trước mọi nẻo đường cuộc sống. Trong quan hệ giao tiếp, họ luôn đề cao ý thức cộng đồng. Họ là những người miệng nói tay làm, nên các công việc của họ tham gia phụ trách đều phát triển thành công. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của Bính Ngọ 1966 cũng khá tốt. Những con ngựa rất giỏi kiếm tiền, không riêng gì có thu nhập cao từ việc làm của mình, mà còn hoàn toàn có thể tăng trưởng kinh doanh thương mại. Bính Ngọ không cảm thấy stress với việc kiếm tiền, chỉ cần có thể đạt được điều gì đó, Bính Ngọ luôn chuẩn bị sẵn sàng làm. Tiền của Bính Ngọ không những ổn định, mà càng về sau còn đến rất nhiều. Người này cũng tiêu xài hoang phí, khi còn trẻ sẽ mua tùy thích, không cần xem xét nhiều, làm được tiêu được. Tuổi này còn tiêu nhiều tiền cho bè bạn và người thân trong gia đình, lòng hiếu thảo của Bính Ngọ phải nói là vô bờ bến. Song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì phái đẹp có nhiều điều tốt đẹp về yếu tố tình cảm lẫn tài lộc. Đặc biệt, tuổi Bính Ngọ thường nỗ lực và có nhiều hoạt động tích cực, thế nên họ thường không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Đó chính là nhờ những mối quan hệ ngoại giao rộng khắp và thái độ viên mãn về cuộc sống đã đem lại hạnh phúc cho bạn. Tuổi Bính Ngọ thường kiếm tiền dựa vào những mối quan hệ ngoại giao, làm việc nhờ môi giới, rất thiếu tính ổn định và không đáng tin cậy. Bởi vậy, họ không có được nguồn thu nhập cố định. Trong suốt cuộc đời tuổi Bính Ngọ, họ đạt được nhiều thành công và không ít thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi. Bởi vậy, bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống nhanh. Nếu bạn lơ là, thiếu thận trọng giây lát,
rất có khả năng khiến bạn phá sản, thậm chí chẳng còn đất dung thân. Bạn phải thận trọng hơn nữa, chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Người tuổi Bính Ngọ nhiệt tình, sôi nổi, khẳng khái cương trực, có tố chất lãnh đạo, họ phóng khoáng, tư tưởng rộng mở, óc sáng tạo, phong phú, cũng rất có tài năng thiên bẩm về diễn xuất và kịch nghệ, có tham vọng lớn, có ước mơ gây dựng sự nghiệp vững vàng, hùng mạnh. Nếu may mắn gặp được người lãnh đạo khiến họ thấy tâm phục, khẩu phục thì họ sẽ là cấp dưới mẫn cán và trung thành, không một lời oán thán mà gánh vác hết trọng trách, thậm chí ngay cả những công việc tẻ nhạt ngoài sở thích cũng chẳng chối từ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Bính Ngọ 1966 nên chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc, các tuổi như Bính Ngọ cùng tuổi, Tân Hợi và Bính Ngọ để hợp tác thì công việc sẽ được suôn sẻ, sẽ gặp nhiều may mắn, thành công, thu về nhiều lợi nhuận. Tuổi Đại Kỵ, Bính Ngọ không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những người tuổi này, kẻo công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại, dẫn tới thua lỗ, tình duyên giang dở không được như ý muốn. Đó là những tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Về phương diện sức khỏe tử vi chọn đời, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi trẻ Bính Ngọ rất hiếu động, việc làm bận rộn không muốn nghỉ ngơi, việc thức khuya và làm thêm giờ để học tập là điều thường thấy. Bính Ngọ nên quan tâm đến khung hình của mình nhiều hơn, đừng tham làm, đặc biệt khi hiện tại tuổi cũng sắp chạm ngưỡng lục tuần, nên cần phải đề phòng tốt những bệnh dịch hay cúm xuất hiện, vì khi ốm hoàn toàn có thể sẽ không dễ chịu hơn người khác, vì sức đề kháng của bạn yếu, bệnh lâu khỏi, có sức khỏe thể chất là có toàn bộ, hãy ghi nhớ điều này. Ngoài ra, người sinh năm Bính Ngọ ngũ hành thuộc hỏa, dương khí quá vượng, nên âm khí dễ suy, hay bị nóng trong bức bối, khó chịu, hỏa khí thông với tâm. Tâm là hỏa tạng chủ mạch máu chính, có vai trò cực kỳ to lớn trong sinh lý con người, tâm chủ tàng thần, thất thần giả vong, đách thần giả sinh. Do đó, người này phải đặc biệt chú ý giữ tinh thần bình ổn, tránh kích động nóng nảy, nên ăn nhiều thực phẩm bổ âm, mặc dù thời trẻ còn sung sức. Nhưng người tuổi Bính Ngọ khi lớn tuổi cũng chịu sự chi phối của thời gian và thể chất, nên cũng dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, gan, mật, khí huyết. Trong cuộc sống hàng ngày, nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. Hơn nữa, việc tích cực lạc quan yêu đời cũng giúp sức khỏe của Bính Ngọ tốt hơn. Đặc biệt, quý vị Bính Ngọ tuổi này khi ra ngoài nên chú ý an toàn khi đi lại, tránh té ngã, thương tật vào người. Cũng chớ vì mải công việc của hàng xóm, người ngoài mà gặp phiền phức không đáng có hại thân mệt não. Về phương diện tình cảm gia đạo, Bính Ngọ luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác. Một số người tuổi Bính Ngọ có tính cách hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau, họ cẩn trọng, khiêm tốn tại nơi đông người. Nhưng khi ở một mình họ có thể làm những việc không giống ai, họ thích có địa vị xã hội, thích hình ảnh của mình được nâng lên trong mắt người khác, họ thích được tự sắp xếp cuộc sống của mình và sẽ đề ra những yêu cầu rất cao đối với chất lượng cuộc sống. Cho dù công việc có bận đến đâu thì họ cũng phải lên lịch cho mình và gia đình những chuyến du lịch hoặc hoạt động cố định để cân bằng và giải tỏa áp lực. Họ luôn giữ tính cách lạc quan và hài hước. Vì thế, cho dù trong lòng có chuyện buồn, nhưng trước mặt người khác họ vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhìn chung, người tuổi Bính Ngọ có đời sống tinh thần phong phú và thoải mái, có hiểu biết rộng, có lý tưởng sống cao đẹp và không ngại khó khăn gian khổ. Trong chuyện tình cảm, họ rất lãng mạn và cũng dễ bị tổn thương, vì thế nên tôn trọng yêu thương họ, nên quan tâm động viên tinh thần họ bằng cách nhẹ nhàng, tinh tế và mềm mỏng. Trong hôn nhân, Bính Ngọ có gia đình êm ấm, hòa thuận, cả cuộc đời có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt. Cuộc đời của nam mệnh tuổi Bính Ngọ được sung sướng, gặp nhiều may mắn thời trung vận, nhưng lại khổ tâm về con cái, hậu vận sẽ được sống an nhàn, sung sướng. Nếu sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch, sẽ có 3 lần thay đổi trong cuộc đời. Sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 9 và 10 âm lịch thì có 2 lần thay đổi. Sinh vào những tháng này thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đó là tháng 5, 6, 7 và 11 âm lịch. Còn nữ mạng Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, tuy nhiên tuổi này vào trung vận và hậu vận có số tốt đẹp về tài lộc và tình cảm. Nếu sinh vào những tháng 4, 9 và 12 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 2 lần thay đổi. Nếu sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.
Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Bính Ngọ 59 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Bính Ngọ có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung. Tổng quan năm 2024 của người tuổi Bính Ngọ tốt hơn nhiều so với năm ngoái, đón nhiều sự chuyển biến tích cực ở các phương diện công việc hay tiền bạc, đều có phần nhỉnh hơn trước nhưng chưa đạt đến độ bùng nổ dồi dào. Trong năm nhân duyên vượng, rất tốt cho người còn độc thân, gia đạo cũng hài hòa, đón tin vui con cái. Tuy nhiên, xấu nhất về sức khỏe, đau ốm liên miên do nhiều hung tinh tác động, đề phòng gặp tai nạn trong lao động hoặc xe cộ. Đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn khá tốt, mặc dù vẫn còn dấu hiệu cạnh tranh thị phi hay cản trở trong công việc, nhưng tác độ không quá mạnh. Bằng nỗ lực bản thân, cộng thêm một chút hỗ trợ từ các cát tinh thiên ấn, vượng cát đương số vẫn gặt hái được thành quả như kỳ vọng. Có được nhiều mối quan hệ xã giao chất lượng, tăng cơ hội thăng tiến, học hành thi cử cũng đạt thành tích tốt, được học bổng hay cơ hội đi du học mở ra. Tài lộc khá tốt, dưới sự hỗ trợ tích cực của thiên ấn tỷ thiên, kiếm tiền trong năm 2024 không quá khó khăn với người tuổi Ngọ, công việc chính vẫn là nguồn thu nhập chủ đạo trong năm. Ngoài ra có thể thêm nguồn thu nhập phụ khác từ việc đầu tư, kinh doanh, nghề tay trái thu nhập tốt hơn so với năm ngoái, nhưng đương số cũng phải đổ mồ hôi công sức mới có được. Nhìn chung, tài chính chưa đến độ dư dôi quá nhiều, vẫn cần tiêu pha hợp lý, ưu tiên tích lũy hơn là tiêu xài lãng phí, sức khỏe xấu có sự giảm sút rõ rệt, nhất là ở những người sinh năm 1978 và 1990, những tuổi này cảm nhận rõ rệt dấu hiệu lão hóa do tuổi tác, cần chăm chỉ nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hơn, nhiều hung tinh như phi liêm, thiên cầu, có thể giáng họa bất cứ lúc nào, cẩn thận đi đứng kẻo tai nạn bất ngờ ập tới. Trong năm còn có điềm báo tang chế, nội tộc có người mất là cú sốc tinh thần mạnh, khiến sức khỏe bản mệnh giảm sút. Tình cảm gia đạo tốt, được sao chủ nhân duyên tốt, như phượng các chiếu báo hiệu đào hoa vượng rất tốt cho người độc thân. Muốn có được trải nghiệm tình yêu thú vị, gia đạo hài hòa, vợ chồng con cái thấu hiểu, một số cặp đôi đón tin vui về con cái. Các tháng tốt xấu trong năm 2024, các tháng tốt 1, 2, 3, 8, 9 âm lịch. Các tháng xấu 4, 5, 10 và tháng 11 âm lịch. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sử dụng Phật bản mệnh. Tử vi chọn đời, tuổi Bính Ngọ có Phật bản mệnh là Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ che chở và phù hộ cho mình. Tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết, 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp nhận được sự bảo hộ của Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu người tuổi Ngọ mang theo người những vật tượng trưng của Ngài, hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, cát tường. Chọn tuổi hợp làm ăn, tử vi chọn đời, tuổi Bính Ngọ hợp với tuổi Mùi, là quan hệ lục hợp, quan hệ hợp thứ hai là tuổi Dần, tuổi Tuất. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện, vạn sự thông, người tuổi Bính Ngọ kỵ nhất là tuổi Tý, tuổi Sửu, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy. Tuổi Bính Ngọ 1966 nam mạng là mệnh thất xích đoài kim, hướng diên niên là hướng đông bắc, ở đây có thể đặt bàn thần tài hoặc bàn làm việc để cầu sự nghiệp hanh thông. Nữ mạng là mệnh bát bạch cấn thổ mạng, hướng diên niên là hướng chính tây, nên đặt bàn thần tài hoặc bàn làm việc thì sẽ thuận lợi. Hướng cát lợi, hướng nhà tốt nhất là hướng tây nam, thiên, hướng tây, hướng chính tây, hướng đông bắc, thiên hướng bắc, cầu tài lộc cho người tuổi Bính Ngọ. Ngọ hỏa khắc thiên kim mà sinh tiền bạc, nó cho thấy người tuổi Ngọ nếu hướng phía tây bắc thì sẽ thúc đẩy tốt vận tiền bạc, nên bạn cần đặt đồ phong thủy kim thiềm bằng đồng ở hướng này để hút tài khí. Thiềm thư sẽ có tác dụng bảo vệ vận trình sự nghiệp, thúc đẩy vận tài lộc hanh thông. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Năm Tý. Xem vận trình lưu niên của Bính Ngọ năm Tý, người tuổi Ngọ sẽ gặp phải nhiều điều không như ý do hung tinh tác động. Họa khẩu thiệt thị phi nhiều, cần hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tuy nhiên, vẫn có những lúc bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nếu nắm chắc cơ hội trước mắt, thì khó khăn nào bạn cũng có thể vượt qua, thậm chí biến thách thức thành thời cơ. Năm Sửu. Được cát tinh chiếu mệnh, năm Sửu bản mệnh gặp được nhiều chuyện như ý. Dù thách thức xuất hiện cũng không có gì đáng lo. Nếu muốn cầu tài, bạn cần bình tĩnh cân nhắc và lựa chọn thời điểm thích hợp nhất. Như vậy thì mới có thể thu về khoản lời lãi tối đa,
Giữa năm là khoảng thời gian nhiều vấn đề xảy ra, bản mệnh cần thận trọng hành sự. Năm Dần, đường tài lộc của người tuổi Bính Ngọ trong năm này không hanh thông, họa phá tài rình rập, vì thế mà bản mệnh cần hết sức thận trọng trong việc kết giao bạn bè hoặc ký kết hợp đồng với đối tác. Sự nghiệp cũng có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, bản mệnh không nên phụ thuộc vào người khác mà cần cố gắng bằng chính sức của mình, làm tốt các nhiệm vụ trước mắt. Năm Mão, xem vận trình lưu niên của tuổi Bính Ngọ, thấy năm này có các tinh thiên hỷ soi chiếu, bản mệnh nhận được nhiều tin mừng. Trên cả phương diện tài lộc và sự nghiệp, đào hoa nở rộ cũng là lúc con giáp này trở nên nổi bật trong mắt mọi người. Người độc thân nắm bắt cơ hội để nên duyên với người phù hợp, các mối quan hệ xã giao hòa hảo cũng giúp bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ hội phát triển đáng quý. Năm Thìn, năm này vận trình lên xuống bất ổn, thậm chí ngay cả khi thực hiện các công việc quen thuộc, bạn cũng không được chủ quan bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sao Thiên Cầu tác động, khuyên bạn làm việc gì cũng nên tập trung, không nên tạo sơ hở để kẻ xấu nắm thóp gây ra rắc rối, khiến bạn tốn nhiều công sức giải quyết. Năm Tỵ, tình trạng sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ trong năm này có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt, vì thế bạn cần có ý thức giữ gìn, không nên bắt bản thân làm việc quá vất vả hoặc đắm chìm trong các thú vui. Vận động quá sức, thời điểm này quan hệ xã giao cũng có nhiều bất ổn, cần cẩn thận khi kết bạn, kẻo rước họa vào thân, không phải ai có vẻ tốt với bạn cũng thực sự muốn tốt cho bạn. Năm Ngọ, căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp trong năm Phạm Thái Tuế, người tuổi Bính Ngọ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi nên tránh tham gia vào việc tang. Thực tế thì năm này, con đường sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh vẫn có những bước tiến nhất định, nếu quyết tâm làm việc thì ắt đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Năm Mùi, căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Bính Ngọ, vận trình của bản mệnh trong năm Mùi tương đối hanh thông, ngay từ đầu năm đã có được nguồn thu hoạch nhỏ, đến cuối năm thì hoàn thành đại sự. Tuy giữa năm công việc gặp phải vài điều bất lợi, nhưng bạn có thể biến thách thức thành cơ hội, tìm ra hướng đi mới ngay giữa khó khăn. Năm Thân, vận trình của Bính Ngọ trong năm này, hung cát đan xen, có lúc gặt hái thành công lớn, nhưng cũng có lúc vướng phải nhiều khó khăn thất bại. Do đó bản mệnh cần hết sức cẩn thận, khi hành sự chớ kiêu ngạo hoặc bi quan quá mức, vì đường tài lộc không mấy hanh thông, nên trong thời điểm này, bạn chỉ nên đầu tư các khoản nhỏ. Năm Dậu, người tuổi Bính Ngọ được trải qua một năm yên bình, do không có tiểu nhân ám hại, nên bạn có thể yên tâm bắt tay vào các kế hoạch của mình, ngay từ đầu năm đã có cơ hội làm giàu gõ cửa. Bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt cuộc sống, bước sang trang mới. Tuy nhiên dù giàu có đến đâu, bạn cũng cần chú ý cách quản lý tài chính, nếu không sớm muộn cũng cháy túi. Năm Tuất, người tuổi Ngọ liên tiếp gặp được may mắn trong năm này. Ai tham gia thi cử sẽ gặt hái được thành tựu đáng kể. Người có công ăn việc làm ổn định có thể vướng phải khó khăn. Song đây cũng là cơ hội để bạn chuyển mình. Người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội cần nắm bắt. Dù gặp khó khăn cũng đừng sợ hãi từ bỏ, hãy quyết tâm với việc mình đang làm. Năm Hợi, năm này vận trình của bản mệnh có dấu hiệu xuống dốc, song không cần quá lo lắng, bởi lúc khó khăn ắt có quý nhân xuất hiện giúp bạn hóa giải, vận trình tài lộc không có bước tiến quá đáng kể. Khuyên con giáp này cần tìm ra lối đi mới cho mình, không nên đi mãi theo lối mòn, nhưng chỉ khi nào đã nắm chắc mọi thông tin mới nên tiến hành đầu tư, không nên làm liều. Quý vị thân mến, để nhận được may mắn và đón nhận phúc lành, quý bản mệnh Bính Ngọ nên làm các việc như sau. 1. Là làm nhiều việc thiện. Ví dụ như chăm sóc sức khỏe cho người già, người tật nguyền, người khó khăn xa cơ lỡ vận, thăm hỏi động viên tinh thần những người kém may mắn, người có bệnh hiểm nghèo, tặng quà và gây quỹ từ thiện nếu có điều kiện, hay là việc làm trồng cây gây rừng, lao động làm xanh sạch đẹp môi trường sống, hiến máu nhân đạo. 2. Là cúng lễ gia tiên và ở chùa, cầu cho hương hồn vong linh những người chưa được siêu thoát, sớm buông bỏ mọi trách nhiệm để nhẹ nhàng và giác ngộ. 3. Là hiếu thảo chăm sóc ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình hay giúp đỡ bạn bè, giải quyết những vướng mắc trong điều kiện có thể. 4. Là nhẫn nhịn và tránh gây gổ xung đột với những người xung quanh, luôn tĩnh tâm và tránh làm những việc sát sinh nhiều. 5. Là phải giữ được cái tâm, luôn trong sáng và suy nghĩ tích cực, với một niềm tin vững vàng thì mọi tà ma đều phải tránh xa, để yên cửa, yên nhà, thì có thể xông tẩy uế khí, ám khí, âm khí giúp khơi thông các nguồn năng lượng sinh khí tốt bằng các loại thảo dược như xả, chanh, bưởi, bồ kết, hồi, quế hay các loại gỗ thơm, tâm an vạn sự an. Chỉ cần thái độ sống và làm việc tốt, đối nhân xử thế có đức độ, làm tốt việc của bản thân và không có tâm hại hay lừa người, thì sẽ đón nhận được các phước lành, hóa giải mọi vận hạn và điều xấu xa ảnh hưởng tới vận mệnh của mình, cho đi là nhận lại. Ngoài suy nghĩ cho bản thân,
thì hãy nghĩ đến người xung quanh, nghĩ đến môi trường sống, làm những điều tốt đẹp và có ích. Ông trời luôn công bằng. Khi đã lấy đi của mình cái gì thì sẽ bồi hoàn lại bằng cái khác, với những hình thái và kết quả khác nhau. Vấn đề là bản thân cần phải nắm bắt và mạnh dạn thực hiện để biến nó thành sự thực. Thay vì cứ than trời, than đất, than thân trách phận, ghen ghét người khác, thì bản thân hãy suy nghĩ, cố gắng nỗ lực và làm những điều có giá trị. Luật nhân quả luôn tuần hoàn và song hành, cho nên đã tốt và đúng thì không bao giờ sợ xấu, trước sau gì cũng nhận lại điều tốt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, sau năm 58 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời, mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.